Xin chào các bác và các anh em Hôm qua thì em có nhận được một chiếc vang số của một chú em người ở Phú Yên Thì chú này chú gửi cho em chiếc vang số của hãng CF Với modem là X2000 cộng Thì chú có gửi cho em kèm theo các bức ảnh về cái bộ dàn thiết bị chú đang dùng Thì hiện giờ thì chú đang dùng một cái bộ dàn thiết bị mà nó cũng mang chất là đồng bộ của hãng CF Mic thì cũng dùng mic của hãng CF Vang CF và đầy cũng là đẩy bốn kênh của CF và chú có gửi cho em các cái ảnh của những chiếc loa mà chú đang sử dụng thì chú này sử dụng kể cả loa full cũng như là loa súp là loa hàng bãi thì theo em nghĩ thì với một cái bộ dàn mà các cái thiết bị mà nó có một cái độ đồng đều về về mic về vang về đẩy và loa thì đã dùng loa hàng bãi có lẽ rằng là chất âm cũng tương đối thế nhưng mà về cái uh, chất âm mà chiếc chiếc vang số này uh, mang lại thì có lẽ rằng là cũng chưa đáp ứng được cái nhu cầu của chú này cũng như là của uh, khách hàng. Thế thì qua cái vấn đề mà test thử uh, cái chất âm của uh, các cấu hình cũ thì em không nói nhưng mà sau khi mà em có căn chỉnh và em test thử các cái cấu hình ở trên chiếc vang số này thì em cảm nhận rằng là chiếc vang số này thì uh, về cái phần gì uh, gọi thì tương đối thế nhưng mà về cái hiệu nghe cho về cái hiệu nghe cho thì uh, em nghĩ rằng là chiếc vang số này thì nó hiệu nghe cho nhìn chung là không tốt uh, và nó lại bị lỗi ở cái phần uh, hiệu nghe cho ở cái giải cao tức là cái giải trung cao và cái giải chép giải trung cao giải chép thế cho nên rằng là uh, đối với những chiếc vang số mà cái phần nghe cho mà nó không đồng đều về ba giải âm và nó có một cái lỗi ở trong cái, cái 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 cái, giải âm cao và cái giải chép thì chúng ta sẽ xử lý như nào thì nhân tiện là cài đặt chiếc con số này cho cái chú em người phú yên phú yên này thì em cũng chia sẻ với lại các bác anh em về cái phương pháp xử lý khi mà những chiếc vang số trong hiệu nghe cho mà nó chưa được tốt chưa được đồng đều ở trong ba giải âm thì thường thường chúng ta hát thì chúng ta hay sử dụng cái hiệu nghe cho là cơ bản và cái hiệu nghe cho là một cái nó rất quan trọng ở trên các cái văn số còn khi mà cái hiệu nghe cho nó chưa được tốt thì chúng ta phải có một cái phương pháp có một cấu hình để mà xử lý để cho cái phần e cho nó chưa được tốt thì hàng ngày thì em ngồi đây cài đặt vang cho các bác và anh em thì em vẫn sử dụng những cái chiếc loa nó cũng rất đơn giản thôi nó không phải là đắt tiền nhưng mà cái tính chất của cái chất âm của từng chiếc loa nó khác nhau, từng chiếc loa khác nhau và khi mà em lắp vào bộ dàn, lắp vào bộ dàn em 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 đặt đây thì em cũng cảm nhận được rằng là cái chất âm của từng chiếc vang số nó như thế nào và muốn chỉnh được một chiếc vang số hay thì chúng ta phải là có cái sự đánh giá về cái chất âm của chiếc vang số đấy, chất âm tự nhiên của nhà sản xuất, không chiếc vang số nào giống chiếc vang số nào, mỗi một chiếc vang số nó đều có cái ưu điểm và nhược điểm thế cho nên là khi mà chúng ta biết được cái ưu điểm nhược điểm của chiếc con số đấy thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ sẽ biết cách để mà căn chỉnh cũng như là khắc phục những cái mà chưa được thì bây giờ thì em cũng đã làm xong chiếc vang số này cho cái chú em này thì em vẫn làm như là mọi chiếc vang số khác nhưng mà nó hơi khác một chút ở cái cấu hình số 2 thì ở cái cấu hình sáng tiếng này cấu hình sáng tiếng bây giờ em mới lót nó ra lót nó ra lót nó ra để uh, em alo thử trên mic để cho các bác anh em cũng như là cái chú em này chú gửi băng số cho em để chú nắm được. Bởi tâm lý người gửi uh, hàng đi uh, can chỉnh thì cũng muốn là nghe được cái chất âm của chiếc băng số của mình uh, và cũng là uh, có thể là sơ bộ uh, biết được rằng là như vậy là cái bác thợ mà cái đã can chỉnh như thế nào rồi. Thì em nói lại một điều đôi khi em nhận uh, vang số của rất nhiều anh em và uh, gửi đến cho em thì em có một cái điều như thế này muốn chia sẻ với các bạn anh em này. Khi các anh em mà như vậy là căn chỉnh cái công effect cũng như phần mix nó chưa chưa tốt, các bác và anh em như vậy là cứ nghĩ là sẽ tăng cái effect tổng này lên thì nó sẽ dễ hát và nó sẽ có một chất âm nó sẽ là sáng đẹp hơn nhưng mà không phải. hầu như các cái chiếc băng số mà em căn chỉnh cho các bác và anh em mà sau khi các bác và anh em nhận lại thì hầu như là cái effect tổng này là em thường thường là để nhỏ hơn cái giá trị effect mà các bác và anh em vẫn dùng hàng ngày thì đây nó cũng là một cái mà em muốn chia sẻ với anh em. Này các anh em nắm lại là cái effect tổng này nếu chúng ta tăng nhiều thì nó lại không có lợi cho cái chất âm của cái phần mix của phần effect cho nên đấy cũng là một điều mà các bác anh em nên lưu ý thì uh, em đã gọi có hình sáng tiếng ấy ra thì như các bác và anh em nhìn thấy ở cái giải đồ thị của cái phần mix chiếc uh, băng số này thì có mix a mix b có mix a và mix b thì cả mix a và mix b thì các bạn anh em nhìn thấy thì về cái giải uh, đây là giải trầm và giải trung trầm em có xử lý có can thiệp nhưng can thiệp nhiều nhất là cái giải trung cao và cái giải chép thì như các bác em nhìn thấy bởi vì chiếc băng số này là nó có một cái chất âm ở cái giải trung cao và cái giải chép nó chưa được tốt nó chưa được tốt nó cái giải chép nghe nó có vẻ là nó quang quang và nó lại kiểu là nó 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 quang nó quang quẳng ra Đấy. tức là nó có cái độ 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 vọng độ quẩn của cái giải âm âm, âm chép ở trong những nghe cho ở trong hiệu người cho thì cái giải trung cao và cái giải chép nó có được cái độ quẩn lại của cái giải âm trung cao nó làm cho như vậy là hiện tượng một là cái chất âm của cái giải cao là nó không được nhuyễn nó không được mềm không được nhuyễn ở cái giải cao hai nữa là hiện tượng này dễ gây nên cái hiện tượng rú rít khi mà nó bị quẩn lại bị vọng lại rất nhiều ở cái giải cao này thì nó cũng dễ gây lên cái hiện tượng rú rít của cái phần mic thì đấy nó cũng là cái đặc điểm mà đôi khi chúng ta bị rú rít mic là nó là một cái vấn đề mà do hiệu nghĩa cho nó bị quẩn lại, nó bị vọng lại rất nhiều ở cái giải cao, cho nên rằng là nó dễ gây lên hiện tượng rú rít. thì bây giờ em sẽ alo ở trên mic để cho các bác anh em mà nghe được là cái chất âm của cái con hình số 1 là có hình sáng tiếng vào cái giải quanh thì em cũng đã xử lý để mà nó hạn chế được cái quẩn của cái âm trung cao và cái âm chép và ở trong phần effect ở phần effect thì các bác anh em nhìn thấy thì đấy hiện giờ thì cái e cho thì em đang để là 98 phần trăm cho để 98 phần trăm và dì là 33 phần trăm 33 thế nhưng ở cấu hình thứ hai thì tí nữa em sẽ chia sẻ với các bác là sẽ có sự thay đổi như thế nào để mà khắc phục được một cái vang số mà như vậy cái hiệu nghe cho nó không được tốt ở cái giải cao thì bây giờ em sẽ alo ở trên mic thì hiện giờ là mic em đang để là giá trị là 30 mươi tổng đang để là 34 và bây giờ sẽ alo ở trên mic và hiện giờ nó đang dùng chiếc loa cẩm mờ kia thì đối với chiếc loa cẩm mờ kia là một chiếc loa mà nó hơi đanh hơi cứng ở cái giải trung cao của cái giải chép một 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 hai hai ba ba bốn 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 năm năm sáu sáu bảy bảy tám tám chín chín mười mười và bây giờ em sẽ chuyển sang cấu hình thứ hai và cũng chia sẻ luôn với lại các bạn anh em ở trên chiếc vang số này thì em cấu hình thứ hai là em lại là một cái cấu hình mà em đặt tên là mềm ngọt, mềm ngọt, lót nó ra. Thì ở cấu hình mềm ngọt này thì em có xử lý để cho khi một chiếc vang số là cái cái cái, cái chất âm gì vợt cũng gọi là tương đối và cái chất âm cho nó không được tốt thì chúng ta sẽ thay đổi như thế nào để cho nó có một cái uh, tính chất mà nó phù hợp thì cái thay đổi đầu tiên uh, cái phần mic thì em cũng có cũng có xử lý như thế này uh, phần mic thì nói đúng ra uh, thì uh, khi mà chúng ta uh, thay đổi một chút ở cái phần equalizer để cho chất âm nó được sáng hơn và cái thay đổi nhiều nhất là thay đổi ở cái phần uh, tỷ lệ giữa echo và những không được nét lắm đó. bởi vì là em tới đây cố gắng lấy uh, những à cái thay đổi uh, nhiều nhất là cái tỷ lệ uh, e cho và gì vọt ở cấu hình này <laughs> cấu hình này thì các bác anh em nhìn thấy đấy thì uh, về cái uh, tỷ lệ e cho phần trăm e cho em để 74 cái e cho à, cái cái cái, cái vọt để 33 để 33 để 33 và ở trong phần main đây cũng có một cái sự thay đổi ở trong cái phần main. Tức là ở cái phần main thì về cái gì vật tổng ở các cấu hình khác thì em để mươi 33 thôi. Thế nhưng mà ở trên ở trên cấu hình này thì em để lên đến 52, để lên đến 52. Tức là có cái sự thay đổi về cái hiệu ứng gì vật tức là khi mà như vậy là một chiếc vang số mà cái chất âm về cái hiệu nghe cho nó chưa được tốt mà nó bị lỗi ở cái giải trung cao và cái giải... Để giải chép thì sẽ xử lý bằng cách là sử dụng hiệu ứng dì vợt nhiều hơn để cho cái chất âm của cái giải uh, cao tức là cái giải trung cao và cái giải chép là nó có sẽ có cái độ mềm mại hơn khi chúng ta đưa cái hiệu ứng dì vợt này uh, lên một chút thì nó sẽ làm cho cái chất âm của cái phần uh, uh, giải cao tức là trung cao và cái giải chép nó có cái độ, độ uh, mềm độ mượt hơn đấy là cái sự khác biệt là ở cái phần bên này là có tăng về cái tỷ lệ phần trăm của những gì vật à, và ở trong cái phần effect trong effect thì cũng có cái sự thay đổi tức là như vậy là giảm mà cái E uh, và giảm cái 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 E uh, level này giảm E level uh, và cái ở uh, so với cấu hình uh, số 1 là cấu hình sáng tiếng thì cái E level này là cũng có cái sự uh, giảm hơn so với lại cấu hình số 1 và cái cái gì và level này là vẫn giữ nguyên và cũng có cái sự thay đổi ở trong cái delay tức là khi một chiếc vang số khi có một chiếc vang số hơi đanh hơi cứng ở cái giải cao thì các bác và anh em nên lưu ý về cái delay thai này tức là cái delay thai này thì khi mình tăng lên thì nó cũng là nó làm cho như vậy là cái chất âm nó có cái độ mềm hơn mềm hơn một chút nhưng mà khi mà thay thay đổi cái đề lên này thì cũng lại phải lưu ý về cái zipit hai cái này nó là một cái sự phối hợp rất là nhịp nhàng ăn ý với nhau và có một cái tỷ lệ rất là vừa vặn thì nó mới đem lại là một cái chất âm mà nó vừa mềm mại nó vừa sáng vừa rõ được còn nếu như bây giờ mà tăng cái đề lên quá nhiều thì nó cũng làm cho cái chất âm của phần mic nó bị mờ đi nó cũng có ưu điểm và có nhược điểm mà có ưu điểm là làm cho cái phần giải cao nó có cái độ mềm hơn độ mềm hơn bởi vì delay nó là cái độ trễ và cái thời gian của cái hiệu cho thế thì cho nên rằng là khi mà tăng lên một chút so cấu hình số 1 thì nó cũng làm cho cái chất âm của của cái phần giải cao nó có độ mềm hơn thế nhưng mà khi tăng thì nó cũng có một cái nhược điểm là nó lại làm cho cái giải trầm và trung trầm thì nó lại có cái độ mà mờ độ tối hơn hoặc có thể là có cái độ mà như vậy là độ dung độ 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 độ, độ, độ uh, dung của cái giải âm trầm và trung trầm nhiều hơn uh, thế thì độ dung độ độ uh, dung của âm trầm nhiều hơn thì các bác anh em là phải lưu ý ở cái zibit um, một phần cái d-bit này nó cũng để có độ nhuyễn thì ở trong cái phần e cho và dì vọt nó liên quan uh, riêng phần e cho thì nó cả liên quan cả cái e cho về đây, đây. cái cho e đây cho nên khi chỉnh một chiếc băng số thì, thì nó không có một cái thông số nào là có công công thông số cố định mà nó hoàn toàn là do cái sự cảm nhận của các bác anh em thôi Chúng ta cứ xê dịch ít một Và như vậy là chúng ta sẽ cảm nhận được là như vậy là nó sẽ thay đổi như thế nào Vừa xê dịch vừa alo trên mic Thì chúng ta sẽ cảm nhận được Thì ở đây nó cũng là một cái cấu hình mà như vậy là nó là mềm mượt Thì bây giờ em sẽ alo ở cái cấu hình này Gọi cấu hình mềm ngọt này ra Và alo để cho các bác anh em nghe xem là cái này như vậy là nó có cái sự khác gì để So với cấu hình số 1

và một cái cấu hình gì vợt nữa à, thì trên chiếc băng số này là có ba phím gọi uh, nóng trên mặt máy thì uh, em cũng làm cho chú này với ba cấu hình, một cấu hình gì vợt nữa. À, và ngoài ra có thể là làm thêm cho chú ấy một hai cấu hình nữa để chú ấy sử dụng mà nó mang chất là nó đa dạng hơn. À, nó phù hợp với cấu hình nào thì sẽ sử dụng cấu hình đấy. Thế đây là cấu hình gì vợt. 4, 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thì như các bác anh em cũng vừa mới nghe là về cái chất âm gì vọt của chiếc vang số CF X à CFX 2000 cộng này. Thì các bác cũng có thể là cảm nhận được rõ ràng là chiếc vang số CF-X2000 cộng này là một chiếc vang số mà có chất âm dì vợt lại khá hơn uh, phần e cho cho nên chính vì cái, cái đặc điểm của chiếc vang số này là cái phần dì vợt uh, khá hơn phần e cho cho nên em có em cũng có sự tùy biến uh, trong cái vấn đề mà căn chỉnh cái, uh, cái hiệu ứng effect ở uh, đây nó là một cái cấu hình uh, dì vợt ở trên chiếc vang số này và bây giờ em lại gọi cái cấu hình số 1 và em nói nói thêm với các bác anh em một chút về cái sự thay đổi giữa cấu hình 1 và cấu hình 2 để cho các bác anh em có thể tham khảo thì đây nó là cấu hình số 1 đây cấu hình số 1 đây là cấu hình số 1 thì đây cái phần effect có, có, có sự khác biệt ở cái là cái echo level đây như các bác anh em nhìn thấy là cái echo level là, là, như các bác các anh em nhìn thấy thì đây là em đang để là 98 đến 100% và cái cái gì vật ever là đang 33% gì vật bằng trăm và cái phần ở trên bên thì cái e cho này là đang là 100% và cái gì vật đang là 33% thì đấy nó cũng là một cái sự thay đổi một cái sự tùy biến để chúng ta đem lại một cái chất âm mà cái tỷ lệ e cho và gì vật nó thay đổi đi thì nó cũng đem lại một cái chất âm mà nó phù hợp hơn ở trên những chiếc vang số mà cái hiệu ngay cho nó chưa được tốt thì đấy nó cũng là một cái mà em vừa là căn chỉnh cho các chú em này cho nó có một cái chất lượng có một chất lượng tốt hơn để chú ấy phục vụ bà con nó nó được tốt hơn và cũng là chia sẻ về cái kinh nghiệm của em cho các bác anh em đang sử dụng những chiếc vang số mà cụ thể là chiếc vang số CF x2000 cộng này để có thể là biết được đặc tính của chiếc băng số này để chúng ta có thể là căn chỉnh một cách mà nó uh, hiệu quả hơn. Còn để mà căn chỉnh với chiếc băng số thì uh, nó mất, mất rất nhiều thời gian và qua rất nhiều mục chứ không phải là chỉ là một hai chỗ như thế. Uh, từ cái cắt tần số thấp, chiếc băng số này là chiếc băng số mà cũng là đời cao có rất nhiều chức năng thì ở các tần số thấp, các tần số cao và đặt chế độ ở trong các tần số thấp, tần, tần số cao này nó cũng rất quan trọng. Rồi chúng ta uh, có cái ở trên chiếc băng số này ở cái phần mic thì nó có mic uh, limit mic limit nó cũng ảnh hưởng rồi là cái noise gate này nó cũng ảnh hưởng uh, cũng ảnh hưởng đến chất âm của cái phần mic uh, rồi ở trong phần effect chứ con số này đời cao mà cho nên rằng là nó cũng có cái chế độ làm việc ở các tần số thấp và các tần số cao uh, chế độ làm việc ở các tầng số thấp tần số cao thế rồi cũng có cái chế độ e cho cộng e cho và e cho cộng gì vợt uh, rồi hai giải ok riêng biệt trong phần e cho và cái phần gì vật uh, cho phép chúng ta căn chỉnh rất là kỹ về cái các cái vị trí cũng như là là cái chức năng ở trên chiếc băng số này để đem lại một chơi tốt hơn thì chiếc băng số này là một chiếc băng số đời cao và phần súp thì cũng em cũng làm cho chú này rồi có lẽ rằng là cũng đáp ứng được cái nhu cầu của bản thân chú ấy cũng như là các cái người khách của chú đấy trong khi mà sử dụng chiếc băng số này thì đấy nó cũng là một cái mà em muốn chia sẻ với các bạn anh em về cái xử lý về cái vấn đề mà một chiếc vang số uh, trong cái phần uh, hiệu ứng nghe cho nó chưa được tốt thì chúng ta sẽ xử lý như nào để để cho nó được uh, tốt hơn nó có hiệu quả hơn và các bác anh em uh, xem thì có thể là dựa trên cái uh, đánh giá dựa trên những cái uh, uh, chia sẻ của em để các bác uh, có thể là tự căn chỉnh cho uh, những chiếc vang số mà các bác và anh em đang dùng và các bác uh, anh em cảm thấy nó hữu ích thì hãy ủng hộ em đăng ký kênh chia sẻ cho nhiều người cùng xem để mọi người có thể là, là nắm được uh, những cái uh, vấn đề mà căn chỉnh văn số cũng như là hiểu uh, biết thêm uh, về văn số và bây giờ thì em cũng xin uh, tạm biệt các bạn anh em hẹn các bạn anh em trong những cái video clip uh, tiếp theo